xe đạp F3 của bọn em xin chào các bác nhé. Ở đây trước mặt các bác là chiếc Galaxy ML200 màu đen xanh lá. Và cái bản này là bản mới nhất các bác nhé. Cái Galaxy ML200 thì bọn em cũng làm khá là nhiều rồi. Thì hôm nay có cái màu xanh lá này bọn em lắp lên. Thì cái chiếc này bọn em đang lắp cho anh chiều nay là bọn em đi giao luôn cho anh Thắng ở Thanh Trì đây. Thì là chiều nay bọn em giao luôn chiếc này cho anh Thắng ở Thanh Trì. Và bọn em có khuyến mại mấy món như bọn em lắp trên xe như này. Thì bình thường ấy, trên xe thì là em chụp ảnh gửi nguyên ảnh nguyên bản cho các bác là nó không có các món như này. Thì chỉ khi nào khách mua hàng thì bọn em mới lắp thêm cái trang bị đồ khuyến mại này vào cho khách. Ví dụ như là cái chắn bùn trước sau và bình nước hoặc là gọng bình nước này là trang bị lên cho các bác. Và đây là chiếc xe khi chuẩn bị giao đến nhà khách các bác nhé. Thì chiếc này là Galaxy ML200 thì em nói sơ qua cấu hình của nó. Chiếc này thì là khung nhôm này, giảm sóc được trang bị khóa hành trình, tay bấm xả thì năm nay được nâng cấp lên là EF500 24 tốc độ. Thì 3 tầng đĩa trước và 8 tầng lip sau. Ủ đề đằng trước đằng sau thì đều là sim Lotto lay hết. Đấy, đùi đĩa Galaxy, vành nhôm 2 lớp, xăm lốp Kenda. Kenda mã là K1187 và 26x1.95 là cỡ lốp. Đấy là một số thông tin chính của chiếc này. Thì chiếc này bên em đang bán với giá là 3 triệu rưỡi các bác nhé. Thì 3 triệu rưỡi là giá tại cửa hàng em. Còn nếu các bác ở xa thì sẽ bọn em có thể gửi bưu điện đi cho các bác được. Thì là phí ship bưu điện thường là bọn em cũng lấy rất là rẻ thôi, không hề đắt. Thường là nếu mà đi xa mất khoảng tầm 400-500 nghìn thì bọn em thường cân đôi với các bác. Thị trường thường chỉ lấy khoảng 250 đến 300 nghìn một xe đi vào các cái tỉnh xa thôi. Còn nếu các bác ở Việt Trì, Phú Thọ nói chung là loanh quanh gần đây thì mất khoảng 150.000 đến 200.000 cái tiền phí ship chiếc xe này đến nhà. Hoặc là nếu các bác ở tỉnh xung quanh Hà Nội này thì bọn em có thể gửi xe khách hoặc xe tải đến nhà các bác. Thì làm sao để đến cái chi phí đến nhà các bác cho nó rẻ nhất và hợp lý nhất cho các bác nhé. Thì em giới thiệu cái chiếc Galaxy ML200 màu đen xanh lá là hết rồi. Quay sơ màu để cho các bác biết để là cái màu đen xanh lá thì nó trông như nào. Quay sát vào đã. Đây các bác nhé, đây là Galaxy ML200 màu đen xanh lá. Và em quay sát vào cho các bác xem chi tiết. Yên xe và cọc yên. Tay lái và bộ chuyển số của Shimano EF500. Giảm sóc thì được trang bị khóa hành trình, xăm lốp Kenda, sử dụng hai phanh đĩa. Đấy, đây là tổng thể của chiếc Galaxy ML200. Bên em hiện đang bán 3 triệu rưỡi cho chiếc xe như này các bác nhé. Bọn em xin chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác trong những mẫu xe sau của bên em.